Xin chào mọi người, mình là Yeni và hôm nay mình sẽ nói về công ty Korea Berthold và hôm nay mình sẽ giải thích về các sản phẩm của họ đã trưng bày đây hết. Korea Berthold là công ty chuyên về thiết bị đo cung cấp các thiết bị đo bức xạ công nghiệp và các nguồn bức xạ cần thiết cho việc kiểm soát quá trình trong kinh doanh nhà máy ở nước ngoài và các công ty các kỹ thuật trong nước cũng như các ngành công nghiệp lớn trong nước liên quan đến hóa dầu hay là hóa chất và thép. Được thành lập vào năm 1987 là kết quả của nỗ lực trở thành một công ty được tất cả giám đốc và nhân viên tin tưởng và chúng tôi là một công ty đáng tin cậy đã duy trì giao dịch ổn định với các công ty trong và ngoài nước trong hơn 35 năm. Và với sự ủng hộ của các khách hàng và các sản xuất các mô hình hình khác nhau của hệ thống UFB là Ultra Fine Bubble hay là được gọi là bong bóng siêu nhỏ siêu mịn và được ứng dụng gần đây trong các lĩnh vực khác nhau và cung cấp trứng cho các khu công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, thực phẩm vệ sinh, giải trí và vân vân. Và các tác dụng khác nhau như giảm thiểu cái thiện chất lượng và cải thiện môi trường có thể triển lãm. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu về sản phẩm nhé. Nếu bạn sử dụng hồ bơi hay là công viên nước hay là mùi chất khử trứng từ nước có thể gây khó chịu và có thể gây hại cho sức khỏe và da hoặc mắt hay là cơ thể của mình. Nên mình sẽ giới thiệu một hệ thống có thể tạo ra nước sạch mà không cần sử dụng chất khử trong vào lúc này. Thì sản phẩm 1 nhé, là sản phẩm đầu tiên hôm nay là một phương pháp cải thiện chất lượng nước hồ bơi và công viên nước bằng cách giảm thiểu việc sử dụng chất khử trong không sử dụng chất độc tự đông tự. Cái hệ thống UFB là bóng bóng siêu mịn là để duy trì chất lượng nước. Một hệ thống UFB được lắp đặt trong bộ lọc và đường ống hoàn 6 đến 8 lần một ngày để cung cấp liên tục UFB trong nước. Do đó nó cải thiện do độ đục bằng cái cách tăng hiệu quả lọc này. Với các chức năng của UFB là hòa tan khí này, hấp phụ xâm nhập gốc OH, ức chế sản xuất mang sinh học bằng cách khử trùng và loại bỏ các chất lạ trong nước. Có khoảng 10 cách để tạo ra UFB và đó là cách tạo ra quy tắc UFB tốt nhất của mực năng lượng của tôi tối thiểu là tiêu thụ điện. Máy phát điện UFB của chúng tôi có khả năng tạo ra 400 triệu ml UFB một lượng năng lượng nhỏ SUS316L có thể được sử dụng trong nước biển, được sử dụng và các bạn sẽ hỏi là bong bóng mịn là cái gì? Bong bóng mịn là bong bóng nhỏ hơn. Nhưng những gì chúng ta thấy hàng ngày, mình thực sự không nhìn thấy cái bong bóng này được. Và cụ thể là nó là một bong bóng có đường kính nhỏ hơn 100 micromet và hơn 1 micromet và nhỏ hơn 100 micromet là bong bóng siêu nhỏ. Nước trong bờ được hình thành có thể có màu trắng và đục, nhưng nước trong đó UFB được hình thành không có bọt và không có và rất là vẻ trong suốt. Bong bóng trong bia hoặc nước có ga ngay lập tức nổi và vỡ ra nhưng UFB vẫn ở trong nước và trong vài tuần và vài tháng, vì vậy nó có thể cải thiện môi trường dưới nước bằng cách duy trì oxy hóa tan trong một thời gian dài. Hiệu quả của việc giới thiệu hệ thống UFB là bằng cách lắp đặt nó trong bể bơi ngoài trời 5 sao resort ở đảo Jeju và chất lượng nước đã được cải thiện về bể bơi. Nó được xác nhận rằng mọi môi trường được cải thiện vào đầu và thuốc giảm. Sản lượng rau tảng tăng 35% trở lên nhớ lắp đặt và vận hành như nhựa có trang trại. Nó được lắp đặt trong các trang trại chăn nuôi lợn và nó có hiệu quả trong việc rút ngắn môi trường, chai lợn và thời gian vận chuyển lớn. Vào tháng 12 năm 2021, hệ thống sản xuất nước điện phân trung tính có chứa bóng siêu mịn đã được trưng bày tại triển lãm sáng chế quốc tế Seoul năm 2021
do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc và Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc tổ chức và đã giành được huy chương vàng. Bây giờ mình sẽ sang sản phẩm thứ hai là hệ thống cải thiện chất lượng nước tháp giải nhiệt. Mình muốn nói trước là nguyên tắc sản phẩm 2 và 3 đã được giải thích trong sản phẩm 1. Bây giờ mình sẽ nói về sự cần thiết của sản phẩm tháp giải nhiệt được sử dụng để kiểm soát nhiệt độ trong cả các khu công nghiệp và các tòa nhà lớn tiếp xúc với khí quyển nên bị nhiễm bụi và các loại vi khuẩn trong không khí có thể ảnh hưởng nghiêm xúc với khí nguyến nên nhiễm bụi bẩn và các loại vi khuẩn trong không khí có thể ảnh hưởng rất là nhiều đến cơ thể con người. Và bây giờ mình sẽ nói về cái tác dụng của hệ thống nâng cao chất lượng của nước tháp giải nhiệt là do đó bằng cách lắp đặt máy phát điện UFB trong đường ống tuần hoàn và bơm UFB vào nước tuần hoàn có thể ngăn chặn sự tạo cặn trong tháp chiết rót và đường ống ngăn chặn sự xuất hiện của vi khuẩn Legionella và giảm chi phí vận hành bằng cách giảm lượng hóa chất đầu vào. Còn năm 2019 khi hệ thống KBOUFBO B100LC được lắp đặt trong tháp giải nhiệt của công ty thực phẩm ở Ansan vào tháng 2 và nước làm mặn yêu cầu đến Viện Nghiên cứu của Môi trường và Sức khỏe Kyunggi vào tháng 8, vi khuẩn Legionella đã được phân tích. Hôm nay mình muốn nói là hệ thống sản xuất được phân trung tính vào gồm UFB là nước điện phân trung tính. HOCL thường được sử dụng làm chất khử trùng do đại dịch COVID-19 có khả năng khử trùng vượt trội so với natri hypochlorite là NaOCl nhưng khả năng thâm nhập và làm sạch kém và bảo quản kém. Điều này có thể nâng cao khả năng khử trùng hiệu ứng sức mạnh và làm sạch sẽ bảo quản. Trong cuộc đời sống ngoài đời thì UFB có thể sử dụng trong việc dưỡng da và tóc, hiệu ứng hóa tan khí, thúc đẩy tăng trưởng trong nuôi, trong thủy sản và thực vật và hiệu ứng siêu làm sạch. Bong bóng siêu mỏng hay là được gọi là UFB là một công nghệ của tương lai và UFB đã được nhà khoa học nghiên cứu khá lâu và sẽ được hữu ích trong cuộc đời của chúng ta. Công ty Korea Berthold đã thực sự mang công nghệ của tương lai đến con người bây giờ. Và công nghệ của UFB có thể áp dụng vào lĩnh vực môi trường, thực phẩm, y tế, các ngành công nghiệp, hàng hải và nhiều lĩnh vực khác nên mọi người nên hiểu về công ty này đi. Xin mọi người lên trang web của Korea Petroleum để tìm hiểu thêm về các công nghệ của sản phẩm của họ.